Toa Thanabob, bad boy màn ảnh nhưng good boy ngoài đời thực và chuyện tình 10 năm đáng ngưỡng mộ. Nam diễn viên Thái Lan Toa Thanabob còn tuyệt vời hơn cả những gì khán giả ghen tị. Đẹp trai, cao ráo, diễn xuất giỏi, hát hay, chung tình thì còn gì để chê trách ở anh chàng này. Màn ảnh nhỏ châu Á hiện nay đang chứng kiến sự bùng nổ của các tác phẩm điện ảnh đến từ xứ sở chùa vàng Thái Lan. Rất nhiều gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng có sức ảnh hưởng rộng rãi trên toàn châu lục. Gần đây, cộng đồng fan phim Thái lại được dịp phát sốt với nam diễn viên Toa Thanabob. Anh được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia phim Con tim sắt đá. Nhờ ngoại hình nổi trội cùng khả năng diễn xuất tốt, Toa trở thành nam thần tượng sở hữu lượng lớn người hâm mộ trong và ngoài nước. Chính vì vậy, những câu chuyện xoay quanh anh chàng luôn được công chúng quan tâm. Tay ngang lấn sân diễn xuất. Thanabob Liratana Kajol, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1994, nghệ danh Toa, nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng ít ai biết Toa Thanabob là diễn viên tay ngang không qua trường lớp đào tạo. Anh vốn tốt nghiệp ngành công nghệ vật liệu và bao bì của Đại học Kasetsart. Tuy nhiên, nhờ sở hữu ngoại hình nổi trội nên anh được GMM phát hiện và trao cơ hội diễn xuất. Năm 2012, Toa góp một vai nhỏ trong phim Club Friday The Series. Đến năm 2013, anh được nhiều người biết đến hơn khi vào vai một anh chàng đầu gấu trong Tuổi nổi loạn. Anh được đánh giá cao về khiếu diễn xuất và trở thành diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Thái Lan. Thừa thắng xông lên, Toa liên tiếp xuất hiện trong những dự án phim truyền hình của đài GMM, CH3 và One HD. Anh chàng góp mặt vào nhiều tác phẩm như Bí ẩn tại hồ bơi, Cô nàng điện giật, Bệnh viện bí ẩn, Tình yêu hoang dại. Năm 2019, anh gây sốt cho khán giả trong và ngoài nước khi đóng chính Con tim sắt đá. Vai diễn này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Toa, đưa tên tuổi anh chàng lên một tầm cao mới. Gần đây, anh tham gia các phim như Phòng thí nghiệm ma, Khuất bóng mặt trời. Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, số lượng vai diễn của Toa không nhiều nhưng đều kinh qua đủ các thể loại như truyền hình, điện ảnh, series hay đam mỹ. Ngoài diễn viên, Toa Thanabob từng được biết đến với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp của nhóm nhạc đình đám Night by Night. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực cùng khả năng vũ đạo cực chất, Toa nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý nhất trong nhóm nhạc 9 thành viên. Dù ở thời điểm hiện tại, Night by Night đã chính thức tan rã do hết thời hạn hợp đồng, nhưng có lẽ những điều mà chàng trai này đã mang lại vẫn là một dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ, bad boy lý tưởng của hội chị em. Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Toa Thanabob chiếm nhiều thiện cảm của người hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật. Khi nhắc tới Toa Thanabob, người ta không thể không suýt xoa trước ngoại hình hoàn hảo mọi góc cạnh của anh chàng. Gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt ưu tú, đôi mắt đẹp và nụ cười ấm áp. Chắc hẳn mọi cô gái khi nhìn vào nụ cười của trai hư Toa Thanabob sẽ đều rụng tim. Một lợi thế tiếp theo mà không phải nam chính màn ảnh nào cũng có được là chiều cao ấn tượng của Toa, anh cao 1m85. Quả là một chiều cao lý tưởng khiến bất kỳ nữ chính nào khi đứng cạnh anh cũng vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, chàng trai này còn là một gương mặt người mẫu vô cùng nổi tiếng trong các show thời trang lớn trong và ngoài nước. Nếu bạn là một fan nữ của Toa, bạn sẽ còn phải ghen tị bởi làn da trắng của anh chàng. Quả là một lợi thế trời sinh. Một làn da trắng giúp Toa Thanabob luôn luôn nổi bật trước đám đông. Ở tuổi 28, tài tử Toa Thanabob hội tụ đủ yếu tố của người đàn ông lý tưởng. Anh chàng luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao lịch lãm. Toa gây ấn tượng cho người hâm mộ bởi gu ăn mặc trẻ trung sành điệu. Dù diện áo thun, áo sơ mi hay vest, nam diễn viên vẫn khiến nhiều fan nữ đổ gục bởi ngoại hình đỉnh cao. Trong tủ đồ của anh cũng không thiếu những món đồ hiệu đắt đỏ. Mối tình với bạn gái ngoài ngành, Toa hiện đang có cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những tấm ảnh chụp cùng người thân, nhất là mẹ và bạn bè đồng nghiệp. Vào những lúc không có lịch trình, nam diễn viên dành thời gian để đi du lịch. Bên cạnh đó, Toa còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có mối tình đẹp. Anh từng gây chú ý khi công khai bạn gái ngoài ngành. Người yêu của Toa tên Min Khanefa là một tiếp viên hàng không. Được biết cặp đôi yêu nhau từ khi còn học trung học, Min luôn âm thầm ủng hộ Toa trên con đường hoạt động nghệ thuật. Min Khanefa được dân tình khen ngợi có ngoại hình xinh đẹp. Cô gây chú ý với vóc dáng cao ráo quyến rũ. Gu thời trang của Min cũng vô cùng sành điệu hợp thời. Dù không hoạt động trong giới giải trí, nhưng Min cũng sở hữu hàng trăm ngàn người theo dõi trên trang cá nhân. Cô khiến dân tình xuýt xoa với cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Trước kia, Min từng lên tiếng do bị một bộ phận fan của Toa chỉ trích. Cụ thể, thời điểm đóng phim Con tim sắt đá, Toa được ghép đôi với Fanny Nojira vì quá ăn ý trong phim. Thế nên, những người gắn ghép hai diễn viên đã dành không ít lời chỉ trích cho bạn gái của Toa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người ủng hộ ngưỡng mộ tình yêu chung thủy của Toa và Min. Dù không phải là những người thích khoe hình ảnh của nhau lên mạng xã hội, nhưng diễn viên Toa Thanabob là một người bạn trai luôn quan tâm, chăm sóc và có mặt ở hầu hết tại các sự kiện quan trọng của bạn gái mình. Cũng chính vì hiếm khi đăng ảnh chụp chung trên trang cá nhân nên xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng có thể cặp đôi đã chia tay. Bên cạnh tài năng và ngoại hình bắt mắt, Toa Thanabob được nhiều khán giả yêu mến nhờ tính tình thân thiện vui vẻ. Hiện tại sự nghiệp của diễn viên Toa Thanabob đang trên đà phát triển, nam diễn viên sở hữu một lượng fan đông đảo luôn theo sát và ủng hộ anh trong mọi dự án, mọi sự kiện. Có lẽ đây chính là một trong những nguồn động lực lớn để anh có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
Chắc hẳn bởi quá nhiều tài lẻ mà diễn viên Thor Thunderbird được rất nhiều người xem là hình mẫu. Nhưng với một diễn viên trẻ đầy tài năng và khiêm tốn như Thor Thunderbird, anh lại hành xử trái ngược. Tôi luôn phủ nhận rằng mình hoàn hảo và còn kể thêm về tật xấu ngủ nướng của mình. Tuy nhiên, với rất nhiều tài lẻ của mình thì diễn viên Thor Thunderbird vẫn rất xứng đáng với mỹ từ hoàn hảo.